Xin chào quý vị và các bạn. Hàng ngày tại tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng có rất nhiều lượt khách ra vào làm việc, trong đó có những đơn vị ra vào thường xuyên. Vì vậy, ban quản lý tòa nhà sẽ cung cấp thẻ tạm để họ thuận tiện cho công việc. Sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về quy trình cấp thẻ tạm ra vào tòa nhà trung tâm hành chính. 1. Lấy thông tin từ khách hàng. Khi khách hàng đến văn phòng đề nghị cấp thẻ tạm để được ra vào tòa nhà trung tâm hành chính, tôi hướng dẫn khách hàng điền vào các thông tin theo form mẫu có sẵn như họ và tên, đơn vị làm việc, một số thông tin bắt buộc khác và có xác nhận của đơn vị. Bước 2. In thẻ và liên lạc với khách hàng. Sau khi lấy đầy đủ thông tin từ khách hàng, tôi bắt đầu tiến hành việc in thẻ. Khi đã in thẻ xong, tôi sẽ liên lạc cho khách hàng theo số điện thoại mà khách hàng cung cấp để đến văn phòng nhận thẻ. Tiến hành thủ tục bàn giao thẻ cho khách. Nhận được thông tin, khách hàng đến văn phòng ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính để nhận thẻ. Tôi hướng dẫn khách hàng làm thủ tục bàn giao theo form mẫu có sẵn và có chữ ký của khách hàng vào tờ biên bản bàn giao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi về quy trình cấp thẻ tạm ra vào tòa nhà trung tâm hành chính.